học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, học sinh gây đời niềm thiếu trên bao công lao, lúc các quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập. Học sinh nể chi tuổi xanh chung sức phấn đấu, đem hết căng trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là mầm sống của ngày mai, nung đúc tâm hồn để nuôi chi lan. Theo các thanh niên sống vì dòng nòi, liều thân vì nước vì dân mà thôi. Học sinh là người mới của Việt Nam, đang thoát ra một thời xưa tối an, đem sức thanh tân trong mọi suy tàn. Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam, học sinh là người tổ quốc mong cho mai sau, học sinh gây đời niềm thiếu trên bao công lao, lúc các quốc dân tranh đấu hy sinh cho nền độc lập. Học sinh để chi tuổi xanh chung sức phấn đấu, đem hết căng trang của người Việt Nam tiến lên. Học sinh là người mới của Việt Nam, đã thoát ra một thời xưa tối an, đem sức thanh tân trong mọi suy tàn. Học sinh làm sáng đời dân Việt Nam, học sinh vào đời chiến thù ngày nay, nung đúc can tràng để bên lý trí, trong lúc quốc gia ước mộ anh tài, học sinh bền chí lập công từ. Rồi, thầy chào các con. Chào mừng các con đến với buổi học tiếp theo môn giáo dục thể chất của thầy vào buổi học hôm nay. Buổi học hôm nay, thầy và các con sẽ tiếp tục bước vào chủ đề bài thể dục phát triển chung. Hôm nay, thầy và các con sẽ học bài thứ 8, đó là ôn lại 8 động tác của bài thể dục phát triển chung mà các con đã học ở những bài trước. Nội dung bài học gồm có 4 hoạt động. Hoạt động 1 là bài khởi động chung. Các con sẽ quan sát tranh và xem video hướng dẫn để thực hiện khởi động theo. Hoạt động 2 là hoạt động ôn tập 8 động tác của bài thể dục phát triển chung. Ở hoạt động này, các con sẽ quan sát video và các con tập luyện theo. Hoạt động 3, luyện tập, thì các con sẽ tập luyện cùng với các bạn học sinh trong video hướng dẫn. Mỗi động tác các con thực hiện 2 lần 8 nhịp. Hoạt động 4, thả lỏng sau khi tập luyện, thì sau khi các con tập luyện xong, các con sẽ quan sát video và thực hiện động tác thả lỏng theo hướng dẫn của thầy. Rồi, bây giờ thầy và con sẽ cùng nhau bước vào từng hoạt động của bài học hôm nay.
thứ nhất xoay cổ, thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, xoay cổ từ trái qua phải và ngược lại. Thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ hai, xoay khuỷu tay. Thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay nắm. Xoay khuỷu tay từ ngoài vào trong và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thứ 3, xoay vai. Thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, các ngón tay đặt lên hõm vai, xoay từ trước ra sau và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4, xoay cánh tay. Thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai cánh tay giữ thẳng, xoay cánh tay từ trước ra sau và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, xoay hông. Thân hình thẳng, hai chân rộng bằng vai, hai tay chống hông, xoay hông theo vòng tròn từ trái qua phải và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 6, xoay gối. Thân hình thẳng, khuỷu hai gối, hai bàn tay đặt lên gối, xoay gối theo vòng tròn từ trái qua phải và ngược lại, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 7 là xoay cổ tay kết hợp với xoay cổ chân. Thân hình thẳng, xoay cổ tay kết hợp kiện gót chân, xoay cổ chân từ trái qua phải và ngược lại, sau đó đổi chân, thực hiện 2 lần 8 nhịp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi ngược lại đổi chân. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phương thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8 2 2 3 4 5 6 7 8 chúng ta toàn thân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 cảm thấy thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 động tác nhảy 1 2 3 4 5 Bài thể dục phát triển chung lớp 4 bắt đầu. Tám,
Rồi sau khi các con đã thực hiện được hoạt động 1, hoạt động 2 và hoạt động 3, thì trước khi nghỉ ngơi, thầy và các con cùng nhau thả lỏng cơ thể để hồi phục sức khỏe sau khi tập luyện. Rồi bước vào hoạt động thứ 4, hoạt động thả lỏng. Thầy mời các con cùng thả lỏng với thầy. Rồi đầu tiên, hai chân các con rộng bằng vai, thân người gập xuống, mắt nhìn xuống dưới, tay buông lỏng hai tay và buông lỏng hai tay, hít vào, thở ra, hít đều, thở ra. Các con làm liên tục. Rồi. Lần thứ hai các con đứng lên, đây hai tay lên cao và thả lỏng hai tay, mắt nhìn theo tay và hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Tiếp tục các con kéo hai chân lại, hai chân hình chữ V, thân hình gập xuống và tay thả lỏng và đánh tay từ trong ra ngoài liên tục. Thả lỏng hai tay, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Rồi phần chân thì các con cứ thả lỏng tự nhiên, chân các con thả lỏng, đứng thẳng và thả lỏng hai chân, đổi chân liên tục. Rồi bài học của thầy đến đây là kết thúc. Thầy chào các con và hẹn các con. Covid-19 đang bùng phát trở lại, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người, đặc biệt là các em học sinh. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu và hướng dẫn bài tập thể dục dành cho trẻ mẫu giáo và các học sinh tiểu học nhằm nâng cao sức khỏe, khả năng vận động để phòng chống và đẩy lùi dịch Covid-19. Sau đây là phần hướng dẫn chi tiết bài tập. Động tác đầu tiên, động tác vươn thở, nhịp 1-2, chân trái xuống chết, hai tay đưa từ dưới lên cao, đồng thời hít vào. Nhịp 3-4 thu chân về, hai tay hạ xuống chắn trước ngực, gập đầu đồng thời thở ra. 5-6-7-8 tương tự đổi bên. 5-6-7-8. Lần 8 thứ 2 tương tự. Động tác thứ 2, động tác tay vai. Nhịp 1 chân trái bước sang ngang, hai tay lên cao. Nhịp 2 đặt chân phải về trước, tay trái chết dưới, tay phải chạm vai. Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8 tương tự đổi bên. 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 3, động tác tay ngực. Nhịp 1, chân trái bước chân trái, đồng thời hai tay đưa về trước. Nhịp 2, bước chân phải, đồng thời quỳ gối, hai tay kéo vuông góc. Nhịp 3, về là nhịp 2. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8 tương tự đổi bên. 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 4, động tác nghiêng lườn. Nhịp 1, chân trái bước sang ngang, hai tay dang ngang. Nhịp 2, nghiêng người sang trái, tay trái chống hông, tay phải cao, đồng thời quỳ gối. Nhịp 3, về là nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tương tự đổi bên. 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 5, động tác vặn mình. Nhịp 1, chân trái bước về trước, hai tay co trước ngực. Nhịp 2, xoay người sang trái, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa.
Nhịp 3 về là nhịp 1. Nhịp 4 về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tư tưởng đối bên. 5, 6, 7. Động tác thứ 6, động tác lưng bụng. Nhịp 1, bước chân trái ra sau, đồng thời xoay người sang trái, hai tay cao. Nhịp 2, gập người về trước, mũi tay chạm chân. Nhịp 3, về là nhịp 1. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, đá chân phải ra sau, hai tay cao. Nhịp 6, về tư thế chuẩn bị. Nhịp 7, đá chân trái ra sau, tay cao. Nhịp 8, về tư thế chuẩn bị. Động tác thứ 7, động tác chân. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, đồng thời khuỵu chân phải, hai tay cao, lòng bàn tay chạm vào nhau. Nhịp 2, về vị trí chuẩn bị. Nhịp 3, nâng chân trái lên, hai tay co trước ngực. Nhịp 4, về vị trí chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tương tự đối chân. 5, 6, 7. Động tác thứ 8, động tác toàn thân. Nhịp 1, chân trái bước chích, hai tay cao. Nhịp 2, giữ trọng tâm về chân phải, đồng thời quỳ gối, hai tay đánh ra sau. Nhịp 3, thả người đá chân trái ra sau, đồng thời hai tay cao. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tương tự đối bên. 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 9, động tác bật nhảy. Nhịp 1, bật tách chân trước sau, đồng thời chân trái quỳ, tay phải đưa về trước, tay trái ngang. Nhịp 2, bật khép chân. Nhịp 3, bật tách chân ngang, hai tay lên cao. Nhịp 4, về tư thế chuẩn bị. 5, 6, 7, 8, tương tự, đổi chân. 5, 6, 7, 8. Động tác thứ 10, động tác điều hòa. Nhịp 1, 2, chân trái bước sang ngang, đồng thời khủy gối, hai tay đưa từ dưới lên cao. Nhịp 3, 4, khủy gối, hai tay đưa từ lên cao, để chéo trước ngực. Nhịp 5, 6, tương tự nhịp 1, 2. Nhịp 7, 8, thu về. Lần 8 thứ 2, tương tự đối bên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Phần giới thiệu động tác của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chúc quý thầy cô cùng toàn thể các bạn tập luyện đạt hiệu quả, có sức khỏe tốt để phòng chống dịch.
from Vietnam to the world, let's unite to fight corona. From Vietnam to the world, let's unite to fight corona. Life was the best and now it's a mess. What the hell? COVID. We're lost and confused. What's all this about? Oh my gosh. What now? Calm down. Wash your hands. Now make sure you clean your places. And please do your part. We are all in this together. Maintain your social distance and wear a mask anytime you must go out. We might be physically far, but you are here in my heart. After all, love is all that we need. We love this life, believe in ourselves. Don't be scared, we'll get through it all. All the nations together as one. We will leave no one behind. From Vietnam unite to fight corona. From Vietnam to the world, let's unite to fight corona. Calm down, wash your hands. Now make sure clean your places and please do your part. We are all in this together. Don't spread false information. Maintain your social distance and wear a mask anytime you must go out. We might be physically far, but you are here in my heart. After all, love is all that we need. We love this life, believe in ourselves. Don't we'll get through it all the nations together as one. We will leave no one behind. From Vietnam to the world, let's unite to fight corona. From Vietnam to the world, let's unite to fight corona. Don't spread false information. Maintain your social distance.